Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Xin chúc các bác và anh em thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về một lô 30 con vang số DK, dòng DK9000 các bác nhé. Đây là dòng vang DK9000. Dòng này thì nó sử dụng một con chip Dream này các bác này. Để các bác và anh em để ý hàng hãng xịn, nó làm linh kiện của nó rất tuyệt vời luôn. Thì với giá tiền 1.600.000, bao ship rẻ như vang cơ nhái đấy các bác nhé. Nhưng mà nó đem lại cho bác và anh em chất âm mic và chất âm nhạc tuyệt hay. Với dòng vang DK King, DK9000. Thì lô này em có 30 con. Đấy, 30 con. Lô này thì em đã test sống hết rồi các bác nhé. Đấy, đây là những cái con mà em đã test sống rồi để bán cho bác và anh em. Thì những cái dòng này nó là dòng 6 cổng da bằng canon và có cổng rách ra bằng bung sen. Để các bác và anh em muốn chơi đường bung sen, các bác và anh em chơi đường canon thì có 6 đường, có cổng led, cổng line, tức là cổng l, cổng r, cổng center, cổng sub, cổng sl, sr đấy, và có đường mic đường sau để các bác và anh em cắm mic đường sau các bác nhé. Đấy, dòng vang DK King thì em đánh giá rất cao về chất âm nghe nhạc và chất âm mic của nó. Nghe nhạc thì các bác và anh em nghe một cái chất âm nhạc qua chiếc vang số DK King thì nó rất sạch, nó không có nhiều những cái tạp âm. Tiếng bát nó tròn và tiếng chép nó tươi sáng trên trong dòng vang DK King. Với tầm tiền 1.600.000 rất hợp lý để cho bác và anh em chơi. Thì những cái dòng vang DK9000 này thì em đã có rất nhiều các video hướng dẫn cách chỉnh và chia sẻ cách chỉnh cho các bác và anh em. Với tầm tiền rất hợp lý 1.600.000 bao ship quá nhá. Nghe nhạc phải nói rất tuyệt vời. Đấy, dòng này thì không khóa kia gì các bác nhá. Em đã mở hết khóa để các bác và anh em về cứ thế là chỉnh thôi. Các bác và anh em muốn chỉnh phần mic hay là phần effect, phần music này, center, sub thì nó sẽ có tất đây. Con này thì chỉnh tương đối giống X5 các bác nhá. Đấy, chỉnh tương đối giống X5. Với tầm tiền 1.600.000, một con vang chất âm mic và chất âm nhạc quá hay luôn. Hey, 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy, thì bác nào mà đang có nhu cầu về một chiếc vang DK9000 để ghép với âm ly, đấy, ghép với cục đẩy, thì các bác và anh em chọn con vang DK King với tầm tiền 1.600.000 bao ship rất tuyệt vời. Thì các bác và anh em liên hệ với Trần Hưng Audio theo số điện thoại là 0972 951003. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác nhé.